sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon. Phiếu cùng rap viết. Mình nghĩ chắc là chính là cái sự mà điềm đạm trong Black Ca. Tức là khi mình tiếp cận một cái môi trường mà nó có nhiều nhóm người, nhiều hệ suy nghĩ. Thì hồi xưa Black Ca chỉ trong bao rộng trong khu vực đường phố và underground. Thì mình nghĩ cái văn phong của mình như vậy là nó phù hợp rồi. Nhưng khi mình lên cái môi trường lớn hơn thì mình sẽ chọn những cái ngôn từ, những cái ngôn phong nó phù hợp để mà dễ dàng tiếp cận được với nhiều người hơn, cũng như là để dễ dàng mở lòng những người mình yêu quý hơn. Thì đó là cái điều mà Black Ca học được nhiều nhất khi mà tham gia Đất Việt. Đến tận bây giờ thì mình nghĩ là đó là cái thứ Black Ca mang lại cho Đất Việt, đó là một cái năng lượng đường phố cộng với lại một cái gì đó chính thống trên truyền hình, để cho mọi người có thể hiểu được là những con người đến từ underground giống như Black Ca có thể cố gắng và có thể chinh phục được những gì mình muốn. Và nếu bản thân Black Ca làm được thì bạn cũng làm được. Wowy luôn nói Black Ca là một gì đó quá thô kệch trong cả ngôn từ cũng như là về cái hình thái của mình. Thì Black Ca không bao giờ phủ nhận điều đó. Thì bản thân Black Ca cũng nhìn thấy được anh Wowy từ những ngày đầu tiên rất giống Black Ca. Và anh Wowy đã chỉ cho Black Ca làm sao trở thành một quý ông, một gentleman đúng nghĩa. Thì phải có những lúc mình phải dịu dàng. Thì mình đã học được cái điều đó từ anh Wowy rất là nhiều. Từ một người có một cái vết sẹo trên mặt và đã trở nên dịu dàng như ngày hôm nay. Much respect cho anh Wowy. Người mà để lại cho mình ấn tượng nhiều nhất chắc là Obito và BY. Obito thì đã không còn đồng hành được tới đây, nhưng mà mình rất thích Obito vì Obito xử lý nhạc rất là tốt và rất là tay. Mình được đồng hành chung với BY bắt đầu từ vòng 2 tới giờ và mình là có một khoảng thời gian mình đã có gắn bó với trước, nhưng mà có lẽ là đến bây giờ thì mình mới BY mới có nhiều câu chuyện để chia sẻ nhau hơn. Thì mình cảm thấy là BY là một người luôn sẵn sàng giúp đỡ cho Viso trong những cái khoảnh khắc làm nhạc và những cái khó khăn ở trong chương trình. BY thật sự là, nếu mà dùng một cái từ á, là BY là một nhà biên kịch rap. Khi mà mình tiếp xúc với BY thì mình cảm nhận được là những cái lời nói và những cái ý nghĩa của cái câu chữ của mình nó được đặc biệt hơn, và mình update được từ anh đầu tiên là BY và thứ hai là từ anh Ramastic rất là nhiều. Thì qua cái ống kính này thì mình cũng dành một lời tri ân cho BY và Nomastic nhiều đã giúp đỡ mình thực hiện những cái bài nhạc trong chương trình này. Đối với mình thì trong tất cả các bạn top 8 thì có hai người mà mình cảm thấy có cái sự gọi là màu sắc rõ ràng nhất, đó là BY và D-Lo. Thì cả hai bạn thì khi mới bắt đầu bước vào chương trình thì cái phong cách lẫn cái màu sắc âm nhạc của các bạn nó chưa đủ chín chắn để tiếp cận về số đông khán giả. Mặc dù nó đã có những cái chiều sâu, nó đã có những cái nét đẹp nhất định. Tuy nhiên thì qua các vòng thì các bạn bứt phá rất là rõ ràng, và đến ngày hôm nay thì thực sự là các bạn đã trưởng thành rất là nhiều. Về nhất hay về nhà thì ở trong anh cũng là sẵn có nó. Khui rõ rồi bọt nhiều người muốn quên đi họ có rồi. Anh chưa thấy dừng lại khi nó chưa phải số 10. Anh dính trên bảng xếp hạng nhưng anh đã khó chùi. Vậy để kể lại những câu chuyện trong không khí. Mỗi lời kể thích là cũng đã phải. Cái bài cuối cùng này cũng là một cái lời cảm ơn đó thay mình gửi đến mọi người, là mình sẽ làm một cái gì đó để cho mọi người có thể nghe lại nhiều lần. Và nó không có bị quá nặng nề, không có bị nó đúng nghĩa với lại âm nhạc nhất có thể. Tất cả những thứ chúng ta làm sẽ đều được đến một cái đích xứng đáng. Đến được cái đích đó, chúng ta sẽ có được những đoạn đường tiếp theo thật là đẹp, để chúng ta đi một con đường nó đỡ gấp đá hơn. Thì mình rất là hy vọng có dịp, có show nào đó mình có thể gặp lại anh em. Bây giờ chỉ còn một việc thôi, đó là cố gắng hết sức để làm tốt phần thi của mình. Hy vọng tất cả mọi người đều hoàn thành phần thi vượt mong đợi.